Dạ rồi, xin chào tất cả các bạn đã đến với cái kênh review của mình với biệt danh là Thánh Review. Thì hôm nay mình sẽ review thêm một sản phẩm mới để đáp ứng lại nhu cầu của bạn. Thì mình xin giới thiệu với bạn là cái này là cái remote nha bạn. Cái remote là remote shooter, dễ dàng setup và sử dụng. Cái này thì nó sử dụng được cho cả hai dòng là Android và iOS nha bạn. Camera 360 độ trên cái iOS và cái Android của chúng ta. Thì để mình hướng dẫn cho bạn sử dụng, thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ mở lên cái nguồn. Chỗ này là on off nè bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Là on nè. Ở dưới là off nè. Chúng ta mở lên thì nó sẽ nháy đèn ở đây. Đó, và nó bắt đầu phát ra tín hiệu. Rồi, thì nếu như bên đó nó phát ra tín hiệu thì bên đây mình phải chúng ta sẽ kết nối với cái tín hiệu này. Đây, mình sẽ mở Bluetooth lên, mình kết nối cho bạn, mình chụp hình cho bạn xem nha. Đó, AB shooter nè bạn, là nó đó. Chúng ta sẽ tiến hành ghép đôi với nó. Rồi, và sau khi là nó ghi là đã hoàn tất thì chúng ta bắt đầu sử dụng thôi các bạn, cũng rất là dễ. Ví dụ như bây giờ chúng ta chuẩn bị chụp hình đúng không, thì thay vì chúng ta để lên cái chân em đế này thì chúng ta bấm một cái đó là nó tự chụp. Đây, bây giờ mình thử mình quay video cho bạn dễ thấy hơn nè. Này, quay video đi. Giờ các bạn thấy chưa nhảy dây đúng không, thì mình bấm nè, bấm một cái nè. Đó. Các bạn mình chụp nha bạn. Đó, cái tấm này nãy mình mới chụp. Mình kiểm tra cái kết nối lại nha. AB đó bạn. Đó các bạn, khi mình bấm vào thì bắt đầu dây nó bắt đầu nhảy nè các bạn. Các bạn thấy dây bắt đầu nhảy nè. Rồi khi mình bấm là nó dừng. Rồi mình bấm lại cái nữa nó bắt đầu quay phim. Đó, các bạn thấy không? Và là bây giờ mình bấm một cái nữa là bắt đầu nó dừng lại. Rồi bây giờ mình chuyển qua chế độ chụp hình các bạn. Là ảnh đây. Khi mà mình đưa vô cái ghế đúng không, bấm một cái là nó đã chụp lại tấm ảnh. Các bạn sẽ thấy cái ghế này. Đó các bạn. Nãy giờ chúng ta quay nè, bây giờ nó xuất hiện lại. Bắt đầu quay phim. Đó.